năm Kỷ Mão 1939. Sau ngày 18 tháng 5, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hoàng Hảo viết kệ giảng Thiết Đạo Lý và đổ bệnh bằng nhiều phương cách cho bá tánh lê dân tại làng Hoàng Hảo. Đến ngày 1 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, Ngài viết bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Nội dung: Đức Giáo Chủ bày tỏ với mọi người vì nhiệm vụ thiêng liêng nên Ngài mới lăn xả vào chốn thế trần để giác dân hướng thiện. Theo đạo lý nhiệm màu của Đức Phật Thích Ca, Ngài thiết tha khuyến giáo hãy ráng tỉnh tu, chẳng có gì khó khăn cách trở. Phần Ngài vì gặp phải thời suy giận bị nên với bổn đạo phải chịu một thời gian xa cách. Dầu lòng nhớ thương cũng phải cam lòng cố gắng tu hành, đừng xa lơi đường đạo đức. Ngài còn cho biết nếu bổn đạo thật lòng tưởng đến thì Ngài có mặt bên cạnh liền khi. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân trình đảo lai. Bởi nỗi nhớ thương của Đức Thầy đối với bổn đạo còn hơn nhiều lắm. Vậy kính mời quý vị đồng theo dõi lời từ giả của Đức Thầy. Trân trọng kính mời quý vị đồng thưởng thức qua giọng đọc Bùi Thị Thơ. Canh Thìn năm thiệt là rồng, từ ngày mượn sắc trần hồng đau lai. Lê Thị Mỹ Linh. Sắc trần để lại làng hoa, lời thăm bốn phía ngọc tòa ta lôi. Phạm Thị Tiết Nga. Nay thầy chịu lệnh về Tây, tạm ngưng đạo đức ít ngày thay qua. Trân Thành Diễn Ngâm. Thìn năm thiệt là rồng, từ ngày mượn sắc trần hồng đau lai. Tháng năm Kỷ Mão đón nay, khắp trồng ba tánh gặp sấm kinh. Lời dân tao nhã hữu tình, bởi dưng rắc lệnh thiên đình sai ta. Tuôn trần lão dùng đầu đuôi càng tỏ ngâm nga ít bài. Tạm đây ta mắc lui hài, vì trên bể ngọc triệu rài hồi quý. Không đành dùng lời lẽ từ thầy ba gian. Thiên đường lộ ấy nào xa, muốn cho khỏi khổ xem qua lời truyền. Dẫu mượn xác bút liền ra
hầu tấu lại cửu trùng ngọc hoàng ban chiếu lão khùng giáo dân. Gái trai lớn nhỏ ân cần chùi lao vẹn mắt thì gần thánh tiên tại phương đua nở hoa liên chờ người hữu phước thiện duyên tự qua nhắn cùng bốn đạo đời nay hiếm kẻ nghênh ngang chẳng kiên lời lẽ Phật cứ đàn từ bi lang tâm trắc nết cơ vô nghi nhỏ không biết này kính gì bê dạo sáng
Thầy về tâu lại Phật đàn, cuối sinh nhỏ phước sống làng bình yên. Giống nòi thiệt cốt rồng tiên, mà nay lạc mất gương hiền nơi đâu. Muốn xem bốn chữ Long Châu, bền gan sắc đá rộng nâu trì. Tu hành mà mãi nan nghi, sợ ta gạt gẫm cùng kỳ cho dân. Giá từ khắp hết dương trần, dân vô chốn cổ lý thần bùa ra. Non cao nhiều thứ cao xa, trừ loài độc địa mới là lòng cày nước má hấp vô bà hấp ác cứ là lặng tâm thân khùng đêm vắng khóc cứ thầm cửa mình cũng năm nào ăn. Từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy. Giữa chừng đang nở thầy lại sang tình sai trong giấc mộng qua, mơ màng cũng tưởng như ta bên mình. Tuy là lòng tưởng sân trình đau lai, nghe sơ lời lão cạn bài, tìm trong não óc gặp ngài bình cùng lâm nàng.
kỹ lưỡng chăm nom khắp cùng. Chừng nào tôi được hết khùng thì là dân sự còn dùng làm chi. Bằng lòng Trần
hòa, lời thăm bốn phía ngọc tòa ta lôi. Âm dương cách trở xa xôi, nhắn cùng ba tánh chớ ngôi tất cứ lòng phần khùng. Còn lo cho thế hai lòng toan mưa, ta không gây quan kết cừu, cớ sao dân sự phiền ưu nói gì. Khoa càng lệnh còn xuống thế gian làm gì. Ước mơ thượng cổ hồi quy, thế trần nó âm phú thi an nhàn. Quân thần phổ thầy lìa khỏi xác thiên cung phản hồi. Đục trong cạn tỏ khúc nôi, thầy dần tu vui nghỉ thôi bận lòng. Lãng tâm như gươm đau ra đời chẳng để công lao, chẳng hờn không giận hùng hào còn gánh. Hiệp chung một cõi nhánh nhành, sùm sề la thấm chim xanh nỗi đường. Từ bi tình ấy đoạn trường, kể qua tích cũ mà lường lòng đây. Như ai có đọc xin đừng chê nhạo rằng thầy nói nhăng. Muốn sao có phép phi đặng, cũng như đại thánh đường tăng thoát nạn. Rưng rưng nước mắt hai lánh nơi cõi tột Phật đàn lùi chân.